Cầu con chúc ông bà. Dạ, em xin chào tất cả ông bà, cô chú. Lại quay về với kênh Vương Lan Cuộc Sống Trung Quốc của em nha. Do em làm bên thời vụ đó mọi người, cho nên là công việc của em không có được ổn định. Bữa làm, bữa nghỉ. Bữa nào nghỉ thì em ở nhà em phụ giúp mẹ chồng. Còn hôm nào có việc thì em đi làm. Bây giờ em với mẹ chồng em đi hái rau rừng nè mọi người. Thì qua cái video này, sẵn em nhắc nhở với cả nhà mình luôn. Bây giờ ở trên Face có rất là nhiều trang mang hình ảnh của em rất là nhiều, nhưng mà trang của em thì chỉ có một trang thôi mọi người. Nếu như mà người ta lấy cắp video để đăng lên này kia thì không sao, chỉ sợ người ta lợi dụng hình ảnh của mình để đi xin tiền từ thiện hoặc là đi lừa đảo này kia thì sẽ rất là ảnh hưởng cho gia đình cha mẹ em ở Việt Nam và cũng ảnh hưởng cho cuộc sống của em nữa. Cho nên là bây giờ em cũng lên thông báo luôn, em chỉ có một trang Face duy nhất à mọi người, và một cái trang YouTube duy nhất thôi. Nào giờ là cũng không có lên xin tiền từ thiện hay là xin tiền gì của ai hết. Có cho thì là cũng không có dám nhận nữa. Còn đây nè mọi người, ở khu vực em nông thôn nhiều dữ lắm. Em với mẹ chồng em đi mót rau dại ăn mọi người. Thường thì ở nhà cũng có chồng đó, mà ăn ngán quá thì đi mót rau dại về ăn, khỏi phải mua cho nó tốn tiền. Ở Việt Nam có ai phe cho cả nhà thấy những cái cảnh như thế này không? Bây giờ cũng đi tới cái dòng rau này nè. Bà nội cứ dắt kè kè theo bé gì đó. Bé Huệ thường đi học 4 giờ chiều là về, cho nên là sẵn đi mót rau dại rồi đem bé Huệ đi theo luôn. Những cái khu nông thôn gần chỗ em như vậy nè là còn đỡ rồi đó. Có những cái khu nông thôn xa xôi hẻo lánh như ở quê chồng em, lạc vào trong đó là hết ra luôn đó mọi người. Này mama, băng của tay sao của chị bao hả? Bao hả cô lại à? Này mama bao. Quay. Này mama bao. Mót hết ở cánh đồng bên kia thì mình đi qua cánh đồng bên này. Thường thì ba cái rau gừng, rau dại mọi người, nó nằm ở trong những cái dòng rau này của người ta nè. Em nói với mẹ chồng em ăn rau nhà ngán quá thì đi ra mua 1 bó 2 bó ăn đi, mà mẹ chồng em nằng nặc không chịu đó. Làm dâu ở bên Trung Quốc này hay là ở Việt Nam cũng giống nhau thôi mọi người. Mẹ chồng cũng vậy, có người dễ người khó, thì phải coi lại là mình có được may mắn hay không nữa kìa. Rất là nhiều chị em Việt Nam qua bên này lấy chồng mà trốn về Việt Nam. Lý do là mẹ chồng nàng dâu cũng rất là nhiều, cho nên là người ta chấp nhận bỏ con lại, bỏ chồng lại để về Việt Nam. Và cũng có những cái trường hợp qua đây lấy chồng không được như mơ ước. Như là qua đây lấy chồng vào những cái vùng nghèo khổ, những cái vùng nông thôn. À, đa số là bị mấy bà mai lừa mọi người. Nhiều người đi qua bên đây bằng đường môi giới, bị mấy bà mai lừa qua đây nè. Người ta bỏ tiền ra người ta cưới mình về mà, cho nên người ta canh chừng mình dữ lắm. Thời gian 1-2 năm như vậy đó, người ta đợi mình sanh 1 bé hoặc 2 bé gì đó, người ta mới cho mình được thoải mái tự do. Còn mà đi theo đường mai mối qua đây nè, mới thì ai cũng vậy hết á. Bị gia đình chồng canh chừng dữ lắm, đâu có cho đi đâu đâu mọi người. Chịch ra một tí là có người canh sau lưng rồi. Ba cái này là cây cải rừng nè mọi người. Cái cải này vài bữa nữa em review làm dưa cho cả nhà mình xem. Trên cây cải này thân hình nó có lông, ăn nó nồng đồng như là cải xanh ở bên Việt Nam mình. Nhưng mà cái lá nó không có được mềm nha, nó cứng á. Mẹ chồng em hái để đem về làm dưa mọi người. Có nhiều cô chú anh chị nói là gái lấy chồng nước ngoài xài không có được, là ham giàu này kia mới đi lấy chồng nước ngoài,
Thì theo Lan nghĩ là ai cũng có một cái nỗi khổ riêng, cũng như em vậy đó. Muốn lo cho cha mẹ của mình, muốn lo cho gia đình mình được yên ấm hơn thì mới quyết định là lấy chồng qua bên nước ngoài. Đâu có ai biết trước được là cuộc sống của mình lại như vậy. Hãy xong rau rồi nè. Bây giờ em với mẹ chồng em bó lại rồi đi về. Sống với mẹ chồng em thì hơi khắt khe một tí, nhưng mà chuyện gì mẹ chồng em cũng giúp em hết trơn á, kể cả cầm cái giá điện thoại luôn kìa. Rồi ôm con tiểu Huệ qua nữa chứ. Hái rau xong rồi, bây giờ hai mẹ con em đi về. Chiếc xe này nè, chở nhiều người quá cho nên em không dám chở. Em để mẹ chở không à. Ở bên Trung Quốc á, đa phần nông thôn nhiều hơn thành phố. Thành phố được có mấy cái thôi, chứ nông thôn hết cả nước. Bây giờ hai mẹ con em cũng về tới nhà rồi nè. Nhìn cái tướng lái xe của mẹ chồng em nè. Cả nhà mình đừng có cười nha. Hồi đó ngày em mới qua bên Trung Quốc á, mấy cái cô hàng xóm mà ở dưới quê chồng em ở dưới cứ lại hỏi ở Việt Nam có điện không, có nước không, có xe không, có máy bay không. À, hỏi em là biết chạy xe đạp điện không. Lúc đó em không biết nói gì. Em nói ở Việt Nam tôi chỉ không có bạn thôi, chứ cái gì cũng có, chỉ sợ là bạn không có tiền. Cái câu này nè, lâu lâu về quê ở dưới thì mọi người cũng hay nhắc lại. Đem rau về rồi bây giờ mình ngồi cắt ra cho nó sạch sẽ cái gốc rồi mình đem đi phơi á mọi người. Mẹ chồng em bảo là chỉ để nguyên như vậy phơi thôi, không có rửa. Phơi rồi mình xắt ra để mình làm dưa, lúc đó thì mình mới rửa. Còn đây là cái đống rau dại hai mẹ con em đi mót hồi nãy giờ nè. Kệ đi, ăn cho nó đỡ ngán, hôm giờ ăn cải thiệt không à. Còn đây là cải rừng đó, mẹ chồng em đem ra đây phơi. Do mùa này là mùa đông á mọi người, thường á thì không có nắng. Thời tiết á lúc nào cũng âm u như vậy nè. Hồi đó em mới qua đây em chịu không nổi cái cảm giác lạnh này đâu. Ở riết rồi á nó quen á, chứ mỗi năm mà tới mùa lạnh á là khóc mướt luôn á mọi người. Bữa nay ông xã em được về sớm lắm nha. Mới có 6 giờ là về rồi nè. Trời đang mưa lâm râm á, mà anh rủ em ra ngoài này dọn mấy cái thùng mút. Bữa nay có ông xã nhẹ. Anh giúp em làm cái này nè. Hôm giờ các cô chú cứ kêu em á là đem cái này ra dọn dẹp lấy hết để mình trồng rau cho nó đẹp. Thì hôm nay em rảnh, ông xã em ở nhà thì em bắt ông làm. Chồng ơi, chồng, chồng cô, sẵn trời đang mưa mưa nè mọi người, dọn cho nó sạch sẽ xong rồi mình trồng rau mới. Ở Việt Nam mình á, ai cũng nghĩ là lấy chồng nước ngoài giàu dữ lắm. Đi ở nước ngoài á, là sung sướng dữ lắm. Đâu ai thấy được á, cuộc sống ở nước ngoài của người ta như thế nào đâu. Nước khác á, thì em không biết, chứ ở bên Trung Quốc thì em biết nè. Nhiều chị em Việt Nam á, qua bên đây lấy chồng trốn hết trơn à. Khi mà họ qua bên đây lấy chồng bằng đường môi giới, thường thì đi qua đây á, đi mình không à. Tiền á, thì để lại hết cho cha mẹ rồi. Xong cái qua bên đây nè, khổ cực này kia, rồi bên chồng kìm kẹp nữa, đâu có tiền đâu về. Từ đó đó, rồi mới có những cái vụ mà hàng quay, hàng chạy nè.
Chắc ở Việt Nam nói hàng quay hàng chạy á, không ai biết đâu. Còn đây là bữa ăn tối của gia đình em nè. Miếng thịt này nhà em để trong tủ lạnh cũng lâu rồi, bây giờ đem ra ăn chứ không nó hư á. Rồi bây giờ tâm sự cái chuyện lấy chồng Trung Quốc nữa cho cô chú nghe nè. Tại sao mà nhiều cô gái Việt Nam bị gạt á? Cũng do người trước gạt người sau. Như người ta qua bên Trung Quốc người ta lấy chồng, người ta không được hạnh phúc, bị lừa gạt vào lấy chồng ở vùng nông thôn nghèo khổ. Trốn thì cũng trốn không được, con cái thì 2-3 đứa. Rồi từ đó người ta sẽ đứng ra môi giới hôn nhân luôn. Người ta tìm những cái chị em mà ở Việt Nam không biết gì nè, có ý định muốn đổi đời, xong rồi người ta lừa qua bên đây á. Theo Lan được biết thì có người lừa cả dòng họ mình luôn nữa kìa. Tại vì mấy cái vụ này nè, ở bên Trung Quốc họ cũng phết nhau hoài à. Rồi bây giờ lại đến cái màn biểu diễn nấu ăn của chồng em. Cái món mỡ xào rau nha mọi người. Nãy giờ em bận quá cho nên hai món kia em không có quay lại. Chỉ có quay lại một cái món này thôi á mọi người. Thông cảm cho em nha. Cái món này là nhà em thường ăn lắm nè. Cái lúc ăn cơm đó, mẹ chồng em không cho bắt đèn, cho nên là tối thui à, cho nên em không có quay. Bây giờ bên em chỉ có 6 giờ mấy chiều thôi, cho nên là ngoài trời vẫn chưa có tối lắm. Ngoài cái việc em đi làm thời vụ nè, thì em cũng lãnh hàng mẫu của người ta về như vậy nè mọi người. Thường thì những mặt hàng này thì em lãnh ở dưới Quảng Châu. Rồi những cái cửa hàng này nè, người ta đưa đường link cho em để em bán hàng giùm người ta trên TikTok. Như vậy đó em cũng có một cái phần thu nhập nữa. Rồi ngoài cái phần thu nhập này ra thì em lại có một phần thu nhập khác, là em đi làm móng cho người ta nè. Những cái công việc này của em thì Tết mới có nhiều, còn ngày thường thì ít lắm. Bán hàng cũng vậy nữa, ngày thường cũng ít lắm. Chắc các bạn đi. Rồi bây giờ mẹ chồng em đi làm gói nữa nghe. Tại cái gòn á, ở dưới quê chồng á mọi người. Mẹ chồng em về quê đó, rồi đi mót của người ta, đi lên làm gói. Chơi thì đi chua đúng gì đó. Chơi trình đầu ra. Chơi chơi trình đầu. À, mai cơ của, mai liền cơ của liền cơ à. Đi chua mẫn học khăn đi à. Chá. Mẹ chồng em á, cái gì cũng biết làm hết mọi người. Làm gối nè, rồi làm giày nè, toàn làm mai bằng tay không đó. Video cuộc sống thường ngày của em đến đây là hết rồi. Hẹn cả nhà mình ở video tiếp theo nha. Em cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều.